Chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn. Ngày hôm nay em test bao gồm là 10 mạch khuếch đại công suất Class D 420W mono. Và hiện tại bên em đang cung cấp cho một cái mạch như thế này là 480.000 ạ. Và mã số hôm nay em sẽ test bắt đầu từ B41 đến B50. Ok, và nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng xin hãy truy cập vào linh kiện 789.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại Zalo trên tiêu đề video. Và các bạn cũng có thể là truy cập lên Shopee, bên mình có shop tên là linh kiện 789 để các bạn đặt hàng, hoặc các bạn truy cập lên Sendor, các bạn bên mình có shop tên là mèo vật 789 để các bạn đặt hàng nhé. Thì mạch này cho ra công suất 420W mono, và đi kèm theo mạch có một dây jack kết nối tín hiệu chống nhiễu 3 chân, và nguồn cung cấp cho mạch sẽ là từ 24V đối xứng cho đến 32V đối xứng ạ. Đấy. Đến 32V đối xứng các bạn nhé. Ok, bây giờ em sẽ test mạch đầu tiên. Đây, em đã kết nối với mạch rồi, và em đưa trực tiếp tín hiệu điện thoại đi vào mạch luôn, và ra một chiếc loa bát 25. Và nguồn em nâng cấp cho mạch là một cái biến áp đây, một cái biến áp từ viêm ly cũ, nó đưa ra cho mạch là 30V đối xứng 10A. Ok, bây giờ em sẽ test một bài nhạc sống. Và em sẽ đến mạch tiếp theo. Bên tôi còn học nữa hay ra đi từ đồ nào? Ngày xưa đó tay đón nhìn nhau đi trên con đường lẻ loi. Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa. Bao yêu thương và nhớ, ai xin chép nên thơ vào những đêm buồn. Mưa mưa rơi từng đêm mưa trên biên trên đồn khuya lòng ai thương nhớ vô. Thank you.
hương tàn chiến chiến cho tư duyên đường thăm màu. Thank you.
Ok, và như vậy là ngày hôm nay em đã test bao gồm 10 mạch quét đại công suất Class D 420W mono và tất cả đã hoạt động rất tốt. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video test hàng kế tiếp. Chào tạm biệt.